Và sau clip này thì mình nghĩ các bạn hãy kêu cái thằng bạn thân của mình ấy, ê mày ơi con này 300 thôi, tao với mày mỗi thằng hùng 150 vô mua chia ra mà chơi nha. Ê thằng kia Giang, có tiền đền hả mày? Nhìn mặt nó kìa. Nhà không làm được cái chân phá hoại không. Ừ, xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Lâu lắm rồi mình mới dụ được ông tướng ở trên đây quay phim cho anh em coi đấy. Thì vẫn còn khỏe mạnh bình thường nha mọi người. À, hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm, đó là một cái con Ron 2 trong 1. Có nghĩa các bạn mua một hộp sẽ được 2 con Ron ha. Bây giờ mình sẽ unbox cho bạn xem. Thông tin cũng như giá bán chi tiết của món đồ chơi này á thì mình sẽ để trong phần mô tả video nha. Đây, khi mua các bạn sẽ được 2 con máy bay này. Và đây là 2 con máy bay chiến đấu nha. Và nó sẽ có được là cái con mắt hồng ngoại đây này. 2 con mắt ở đây. Khi các bạn bay á, các bạn bắn nhau, 2 con này nó được bao nhiêu điểm á thì nó sẽ, một con nó sẽ không còn bay nữa. Một sách hướng dẫn sử dụng. Các bạn sẽ có được đó là 2 cái USB sạc để sạc cho mỗi con. Và cũng như là một bộ cánh xe cua, một cái tu vít cho các bạn mở. Rồi. Đây là chiếc máy bay chúng ta đây, 2 bộ luôn. Wow. Ở đây được làm bằng hộp nhựa nha mọi người. Nguyên một cái hộp nhựa luôn này. Phần này là hết rồi. Rồi, đây là toàn bộ sản phẩm của anh em đây. À, giống cái tay Nintendo Switch ghê anh em ạ. À. Tay cầm chiếc game ấy. Ok. Một tay. Wow. Ở đây bạn được 2 con thật sự luôn nha. Đây con đầu tiên. Đây là con thứ hai, một con trắng và một con đen. Ở đây các bạn sẽ có đó là một cái con mắt. Đây này, con này con bắn này. Con này con thu này. Trên con đen nó cũng vậy. Con đen thì chúng ta sẽ có cũng là một con bắn, một con thu. Đó, con này bắn qua đây, con này bắn qua đây. Đó là cơ chế để các bạn nó bắn nhau các bạn. Rồi, mỗi con đều có một cục pin nha. À, dung lượng là 220mAh, 3.7V. À, pin thì hơi phồng tí. Mạch thì phía trong, chỉnh chu. À, 4 cái động cơ. Thêm chắc cái đèn này, không. Đây nấm cao su anh em ạ. Cái này bị thụt vô trong rồi. Ừ, lâu nó ra. Ok. Rồi ở đây chúng ta sẽ có được 2 cái tay điều khiển này, một cái xanh và một cái đỏ. Ở đây các bạn sẽ được 2 con Ron, một con trắng và một con đen. Đây nha. Nhưng hình như có vẻ là nó hết pin hết rồi mọi người ạ. Khá là hồi hộp. Còn cái này là cái tay được cầm điều khiển này. Cái tay này thì cũng chưa biết sử dụng như nào nữa. Nhưng có lợi là như thế này. Đây là cái tay điều khiển mà mình đã lắp pin vô rồi. Mỗi con thì nó ăn 3 cục pin 1.5A, pin nhỏ như thế này. Và sau clip này thì mình nghĩ các bạn hãy kêu cái thằng bạn thân của mình ấy, ê mày ơi con này 300 thôi, tao với mày mỗi thằng hùng 150 vô, mua, chia ra mà chơi nha. Bởi vì một bộ như thế này nó hoàn toàn có thể chơi độc lập, không cần liên quan với nhau chứ. Cứ mua về chia xác ra là chơi thôi, không có vấn đề gì cả. Tính ra mỗi con có 150 là rất là rẻ. Nhưng về tính năng của con này thì phải là vô số. Mình đảm bảo mình rất ưng con này các bạn nha. Bây giờ mình sẽ review lại. Sau khi mà đã test thử một cục pin, bây giờ mình đang sạc cho cục trắng này rồi. Bây giờ sẽ review lại cái cách chơi cho các bạn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái tay điều khiển ở đây và nó sử dụng 3 pin. Phía sau này các bạn sẽ có một cái lo. Bên hông các bạn sẽ có một nút on off ở đây. Ồ, chất lượng chưa? Nghe lại nha. Ui giời ơi. Đấy, thì hiện tại khi không kết nối với con Ron nào hết thì nó sẽ chớp như thế này hoài. Nhưng khi bạn bật Ron lên thì nó sẽ ăn nhé. Điều hay ở cái bộ này nữa, đó là cái con màu đỏ này nó có thể kết nối với chiếc màu trắng và cũng có thể kết nối với chiếc màu xanh. Và cái tay cầm màu xanh này cũng có thể kết nối màu đen hoặc là màu trắng, tùy theo là con nào kết nối trước thôi. Nó sẽ tự nhận sóng nha, nó sẽ tự bắt sóng với nhau, các bạn không cần phải làm gì hết. Và một điều mình thấy là rất là hay, anh em sẽ có những nút như sau. Đầu tiên á, nút này là nút nâng độ cao, hạ độ cao này, qua phải qua trái. Ở phía trong này chúng ta sẽ có thêm một nút nữa, đó là cái nút bắn. Nút bắn ấy mọi người, bởi vì 2 con này là chiến đấu với nhau ấy, là trên này nó sẽ có một cái con hồng ngoại ở đây. Và trên này sẽ có một con thu. Khi con này bắn trúng con này thì con này nó sẽ bị vô hiệu quá, coi như là bị chết ấy.
trúng đạn chết là không điều khiển được nữa. Đầu tiên thì mình sẽ demo cho bạn hai con này nó bắn nhau như thế nào. Bây giờ mình sẽ bật từng con lên nha. Rồi. Khi mà con này trúng đạn á thì nó sẽ nghe cái chèo bên này. Giờ mình làm lại nha. Giờ làm tới con này nha, con này bắn. Anh em nghe không? Một cái xèo. Và con này đứt máy luôn, nó sẽ không bay được nữa. Rất là hay, và cái nút bắn được giấu ở trong này. Gọn lắm nha. Rồi, ở bên này là cái nút điều khiển tiến lùi trái phải. Và nút giữa này để các bạn vô mod trim. Tức là máy bay các bạn bị trôi về phía trước thì các bạn bấm vào đây để vào vòng trim. Các bạn lùi nó về sau để máy bay nó ổn định. Sau các bạn đã ổn định rồi, các bạn bấm một lần nữa để trở về cái mod tiến lùi trái phải. Hai cái nút trên này, các bạn sẽ có hai cái nút trên này nè. Nút bên này là nút tốc độ. Sau khi kết nối nó cũng có một tiếng rất là xịn nha. Và con máy bay này có LED nha mọi người. Trước sau có LED hết, rất là tuyệt vời luôn. Đó, bây giờ là hiện tại là ở vừa này. Đang tốc độ nhanh này. Và đây là tốc độ chậm. Còn nút bên này, đó là cái nút bay 3D nha mọi người. Con máy bay thì bạn bấm vô đây này. Đó. Bạn kéo nó sang phải thì nó bay đang bay như thế này thì nó sẽ tự lộn vòng. Đó là một tính năng bay 3D mà trong những con drone đó giờ nó có rồi. Ha, mà cũng ít có ai sử dụng nó, nhưng mà có thì sẽ rất là hay. Tiếp theo, các bạn sẽ có được 4 phím chức năng ở trong này nữa. 4 phím chức năng này thì nó có ghi trên này nè mọi người. Bình tĩnh. Trong những pha xử lý như thế này các bạn phải bình tĩnh. Không có gì phải tung cả. Ok. Mình đã nắm được quyền kiểm soát anh em ạ. Lúc khởi động lên thì nó hơi khó khăn thôi. Nhưng mà các bạn luyện tập một tí là ok ha. Rồi, trim này. Ok, bình tĩnh nha. Ở đây nó có một số cái mod đó các bạn, để cái mod bay chậm cho nó dễ bay ha. Đó, bây giờ mod bay chậm dễ bay thì nó bay rất là đầm luôn. Rồi. Ok, mình sẽ trim lại một tí nha. Nó hơi bị trôi. Ok. Anh em giờ này. Rất phê luôn đúng không? Đó. Mình chỉ cần chơi một tay thôi á, không? Độ cao thì nó tự giữ cho mình rồi. Đó. Các bạn hoàn toàn có thể bay vòng vòng lượn lượn được hết. Vô tư. Rồi, cái này là hết pin nè, nó sẽ tự động đáp xuống. Giờ mình sẽ chơi tới con thứ hai nha. Con nào nó cũng đậm như nhau hết trơn các bạn, chỉ cần mình stream cho nó ok là được ha. Và chơi tốt nhất là chơi trong nhà, đừng chơi ngoài trời bởi vì nó gió nhiều lắm. Mấy con này là kháng gió khá là yếu. Đó, ngon lành chưa? Quá im. Bắn nè. Giờ mình sẽ lộn vòng cho các bạn xem nha. Ok. Như vậy là mình đã test xong khả năng bay của con này. Phải gọi là bay rất ổn luôn nha. Anh em có thể chơi một tay như mình lúc nãy cũng được. Chỉ cần stream cho nó ổn định và chơi trong môi trường nó không có gió nha. Ở đây thì 300.000. Anh em rủ bạn thân ấy, thì chia ra mỗi người 150.000. Là mỗi người một con như thế này, quá rẻ luôn anh em à. Bay thời gian bay chơi cũng tầm từ 4 đến 5 phút cũng khá là lâu. Đối với những con drone nhỏ xíu như thế này, sạc thì chắc cũng cỡ khoảng 15-20 phút thì sạc đầy cục pin. Và nó có thêm tính năng là bắn lộn với nhau, cũng khá là hay. Bay cũng đầm, có khả năng giữ độ cao. Và cái phần bẻ lái này nó cũng rất là dễ dàng để bẻ lái nha. Những cái mod này cũng đầy đủ mọi thứ ha. Nói chung là những con này mình thấy quá ok, chất lượng build rất tốt. Nhà có anh em thì chơi cực kỳ thoải mái luôn ha. Nếu anh em nào có hứng thú và muốn mua sản phẩm này á, có thể truy cập vào link trong phần mô tả video cũng để biết thông tin cũng như giá bán chi tiết của nó nha. Tạm biệt các bạn.